Grab Game. Yeah. Ngày xưa chúng ta thì có trò chơi con mực, bây giờ chúng ta sẽ có trò chơi con cua nha các bạn. Ok, Grab Game nữa, người ta có Squid Game, chúng ta có Grab Game các bạn ạ. Dạ. Và ngày hôm nay nè các bạn ạ, chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video game mới của mình. Không phải là Minecraft, không phải là Mini World, cũng không phải là Roblox. Bọn mình sẽ quay thêm nhiều những cái game khác cho các bạn xem nữa nha. Và nếu như bạn nào muốn bọn mình chơi thêm nhiều game khác nữa, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết, và mình sẽ quay nhiều game mới hơn cho các bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào game luôn nào. Let's go, let's go. Go. Rồi bây giờ mọi người nhấn nút sẵn sàng đi nè. Đây, nhấn vô cái nút sẵn sàng nè. Ok, thì cái trò này các bạn nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ vô chơi là các bạn nhìn, các bạn hiểu cách chơi liền à. Đó. Ok. Rồi vô nè, vô nè. Rồi trò chơi đầu tiên của chúng ta là trò chơi leo lên trên núi các bạn ạ. Nhiệm vụ chúng ta là phải đứng ở trên đây. Ôi, người nào rơi xuống là người đó thua nha. Cho nên là cố nha mọi người. Cùng quá, lên. Phong nè, em cũng đuổi chị. Đây ơi, anh em chúng ta đồng đội mà cái ơi. Anh em gì chơi đó. Một người thắng rồi. Không có anh em nữa đúng không? Đi ra. Ủa sao vậy? Yeah, mình là người. Tôi lên được rồi. Ca mui nè. Ai á? Đi nè. Nó nhảy khó hả? Trời, cày thế. Cái game này nhảy đúng khó luôn á. Mỗi người một hướng nha, mỗi người một đòn nha. Em vẫn chưa lên được. Ôi trời ơi, mình bị sớm đánh trời ơi. Tránh ra. Ôi trời ơi. Mấy cái người này thiệt chứ quá đáng thật sự luôn á. Đi à. Ca mui là ai à? Sao ca mui đánh mình xuống mà không mình ta. Cày thế à. Cày thiệt luôn á. Còn hai người cuối cùng. Rồi sao? Trò thứ hai chính là trò nhảy gương. Ok, Kairon và Camui ai thắng đây? Ok, bởi vì em là con trai nên em sẽ nhảy trước. Rồi xong tôi ơi. Rồi ok, còn Camui nè, Camui thua luôn nha. Nhìn vậy thôi áp lực luôn á. Đi thẳng. Không sao trời ơi. Nè tôi nói nha, trò này là chơi công bằng nha, không có chơi đồng đội nha. Nãy chị em cái gì không có chị rồi. Em vậy đó. Chị em đâu có lên. Đâu rồi, hôm nay chị còn đánh cả sim bữa sau luôn kìa. Trời ơi mệt quá. Nói chung là game này không có chơi đồng đội. Rồi game tiếp theo là gì đây? Hình như là đặt bơm. Ê cái này mới hồi hộp nè, cái này đặt bơm nè nha, cái này chọi bơm cho người của người khác nè. Chơi là không có đồng đội nha, nói rồi đó. Tôi không thích game này. Tôi không phải là người cầm bơm, tôi phải người cầm bơm. Ai là bơm vậy? Sim hả? Sim này. Sao ơi? Phong ơi, Phong đang giết Sammy nè, Ừ, Trời ơi, Phong ơi. Cái bơm xuống đầu ơi, cái bơm. Một cái gì đó kiểu chiêu chiêu ngắm nhìn mọi người giúp mình với. Chiêu gì mà chiêu mà đợi. Rồi sao bị nổ rồi. Bà chiêu với chúng tôi hả? Chiêu hả? Em không yêu chị đâu chị ơi. Em trốn chỗ khác rồi chị ơi, chị giết hộ. Yeah, nổ rồi. 2, 1, rồi, mui nổ. Ok. Từ nãy giờ bây giờ ông người đếm sai ông gì đây hả? Đầu tiên. Trò này là, ủa trò này trò gì vậy? Trò này là mấy cái cục đá trên trời nó rơi xuống hả? Nhanh lắm. Rồi bắt đầu nè. Ủa. Nhìn Phong cần ngước đầu trên trời vậy. Ôi, nè. Phong ơi. Em là em sẽ tao tại phải dùng cam của mình nhìn Phong đâu. Nhìn nó hề lắm. Em không thấy rồi đó. Ôi ơi ơi. Nó trượt ra. Rung thiệt luôn á, Cái này nó rung lắm. Nhảy lên cao cho an toàn, ở bên dưới là thế nào cũng bị kẹt. Nó xem. Ok, cái gì được thời gian. Cái đứng cạnh gì mà Nguyên Tâm đi. Này thì Yên Tâm nè, Được, chưa đi, sao đi được mà. Càng nhanh kìa. Mày nghĩ sao mình đi vậy? Kinh dị vậy? Xin với Cai đứng một chỗ từ đấy giờ luôn. Có được đứng một chỗ quá đâu. Rồi, sao mình đi luôn rồi? Cai đó đây, trời ơi, Cai ơi. Nhanh vậy? Còn bạn với Simmy đây. Bây giờ là Phong với Simmy. Ôi, gì vậy vậy? Em bị đẩy. Ôi trời ơi, Xem chết. Xem ơi, thua đi Xem ơi. Trận đấu giữa Phong Cận và anh đi phá đó. Trời ơi. Tôi là điểm hạ hội cho em, ok. Ok, Simmy là người đã giành được chiến thắng 5 triệu đô nha. Simmy giàu rồi các bạn ơi. Trời ơi, anh em gì nữa, Sim giàu rồi. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Ôi, trời ơi, căng thẳng quá. Ít nhất tôi phải được một cái top 1 trong video tôi chứ. Trời ơi, làm ghét nhất luôn á trời. Cái này là do năng lực nha. Trò chơi đèn xanh đèn đỏ. Oh my god, đèn xanh đèn đỏ Squid Game. Các bạn biết sao trò này còn gắt hơn mấy trò bình thường nữa. Các bạn chỉ có lắc vô các bạn cũng chết nữa. Thấy trò này dễ lắm luôn á. Dễ lắm sao mà im lặng luôn. Người ta căng thẳng mà đợi. Im lặng để người ta tập trung chịu không? Mà nó dám đụng chuột của mình lắc qua cái mình chết liền nè. Nhích con chuột một phát thôi là thua nha. Trò này rất là dễ nên là ai thua. Trò này rất là dễ nên là ai thua nữa tôi chịu luôn. Nó nhanh quá vậy, sao nó nhanh quá vậy? Con này nó hay lừa lắm nha mọi người, đó. Nếu các bạn không biết, cái mặt này chính là chủ người đã sáng tạo ra game này đó mọi người. Qua được rồi. Ca mui đi rồi. Trời ơi. Ca mui đau đớn. Anh em thông cảm với Mui đi, dạo này lắm rồi đấy. Ném bóng tuyết à, ném bóng tuyết đúng là thua đó. Game này còn căng thẳng hơn game kia nữa. Hình như là tôi với lại Sammy là chung đội. Oh my god. Ai đội màu đỏ vậy? Cai ơi. Mình không chung một đội, sao mình Cai chung một đội. Thôi Xem ơi, bây giờ chúng ta đành phải hợp tác với nhau vậy. Đứng đi còn gì nữa. Trời ơi, mình đi sớm quá. Sao Cai né ghê đỉnh dưới đây. Em đi rồi đợi. Oh my god, Sam ơi. Ủa trò này trò gì á? Trò này trò gì á? Trò này là Quăng là người giữ cái dương miệng đó. Ủa còn ai đâu? Ủa còn cái ai đâu? Phong là Hunter. Bảo mới kêu được mình. Là em phải cho Xem. Xem đánh sao á chị ơi, đánh sao á. Ủa sao cái cú này thắng đơn giản vậy? Điều gì khiến em đứng lại mà em ném bóng top 1. Tôi tự hào về bạn người anh em. Anh em gì tôi giàu rồi. Tôi có 5 triệu đô rồi, tôi giàu rồi, anh em gì? Anh em gì? Ok tiếp nè. Ôi cái này lại tiếp tục là mấy cục đá trên trời rơi xuống. Ok. Căng thẳng nha, Ai ngước đầu vậy? Tôi muốn ngước đầu lên trơn á. Cái này hình như là phải lấy vào cái nhanh. Ôi. Trong game này cũng dễ thôi, cái này mình tinh tế xíu. Game này chúng ta chỉ cần an toàn xíu là được. Mình chỉ cần tinh tế xíu là được đúng không bạn? Dạ hả, dạ hả? Tinh tế dưới nơi đó mình đi chứ đi. Ôi trời ơi, ngay ở ngay chỗ tôi luôn. Ôi trời ơi. Oh my god. Ôi chết rồi, tôi bị kẹt rồi, tôi bị kẹt rồi, tôi bị kẹt rồi. Tôi bị kẹt rồi, tôi bị kẹt rồi. Tôi bị kẹt rồi. Tôi bị kẹt rồi. Múa à. Trời ơi. Rồi tiếp bây giờ sẽ là trận đấu giữa Simmy và Kairon. 80 với phong cảnh chết chùm. Bây giờ Kairon sẽ nhường Kairon đi trước hay sao đây? Bây giờ từng người. Hai người cùng nhảy. Bây giờ ví dụ như Kai. Bây giờ phải tuần xe đi Kai. Nó cái nào rồi? Rồi để đi trước cho. Đúng rồi. Tới lượt Sim phải tìm đường. Kai ơi. Kai sẽ được top 1 hay là Kai sẽ phải nằm xuống đây? Chịu. 2, 3, 1 ok. Ok sao? Ngay thẳng. Rồi Kai sẽ được top 1. Ông tin mình đúng không? Mình tin bạn. Kai. Trời. Ủa vậy là chéo thôi hả? Ủa là cái trò này nó chéo rồi, có chéo rồi. Không biết hên xui nha mấy má. Hên xui à, trong có phải là chéo hết đâu. Ok, tiếp nè. Trời, vậy là coi như là có Phong với Sim là hai người được top 1 các bạn. Ui. Trò này khó nha. Mình sẽ giải thích cho bạn biết trò này nè. Trò này có nghĩa là mấy bạn sẽ phải chọn một trong mấy cái nút đó, bạn chọn sai là bạn thua. Đúng rồi, trong đó có trò này tâm lý nặng lắm em. Trò này tâm lý nặng nha. Ok. Ai đầu tiên đây? Ủa, tại sao đây là tôi? Tại sao đây là tôi? Mọi người đỏ 9, 8, 7. Hết giờ. Màu vàng. Đỏ đi Phong ơi. Banh sắt. Yeah. Không sao. Tôi xong rồi. Cá muối kìa. Tôi màu xanh yêu quý của tôi. Muối ơi, em nghĩ nó đủ. Màu đỏ nghe. Trời ơi. Tới lượt Sam. Sam ơi, chị nghĩ em chọn màu nào cũng nổi hết Sam ạ. Chị tin em đi. Sam chọn màu của Phong. Đó. Trời ơi, đã bảo màu đỏ cho mà. Hên quá à. Mình không có bị lên chơi, hên quá. Trời ơi, trò này căng thẳng lắm mấy bạn, trò này tâm lý nặng lắm đó. Ôi trở theo. Cái này là mấy cục đá rơi trên trời xuống hay là nguyên một cái tảng bự rơi xuống vậy? Các bạn chơi cũng như là như mấy cái kia nhưng mà là lava. Ôi lại tiếp tục là cái trò này nữa. Sim kiểu. Trò này giờ kinh nghiệm đầy đặn rồi. Tôi không biết là kinh nghiệm dày dặn đến cỡ nào nhưng mà ai vô gáy trò này cũng thua hết. Nhảy đây nè. Bên chỗ của tôi nè. Xém nữa tôi bước một bước chân thôi tôi đi luôn rồi á. Hồi nãy là Phong với lại Camui là hơi bị xui luôn, bị kẹt lại mấy bạn à. Trời ơi trời. Đúng rồi, bọn mình không thể nhảy sao ôm ha. Ủa vậy? Ui. Chứ sao vậy? Mày xíu nữa thì đi. Chết rồi. Bây giờ bị kẹt hết rồi. Cái kia nguy hiểm quá. Xíu xuống. Gung quá bạn ơi. Trời ơi. Cái đó xém nó bị đè luôn rồi đó. Trời. Xém bay màu rồi. Ô nào đây, sao tôi nghĩ. Coi chừng. Mấy con. Lừa thiệt sự. Còn tôi nha. Tôi thắng luôn hả? Yeah. Như vậy trời ơi. 10 triệu đô đã thuộc về Phong. Rồi tiếp trận tiếp theo. Trời ơi, tôi được 2 cái top 1 luôn mấy ông ơi. Tôi quá bình rồi. Khoan từ từ mọi người khoan chọi nha. Khoan từ mọi người khoan chọi nha. Bây giờ chúng ta cần phải xem coi chúng ta đang đội chung với ai trước nha. Ok. Mình chung với Sam và Kairon. Trời ơi, vừa là người yêu vừa là bạn thân của tôi luôn. Ui. Ngon quá. Sim ơi, cứ tiếp rồi. Ai ném tôi? Ai một phát đi luôn hả? Sao rồi? Wow, hay vậy. Ném phát nào luôn á? Nếu mọi người không biết là tôi đã ném 2 phát và 2 phát trúng 2 người. Wow, ghê. TNT tát. Hatkin. Dành cái vương miện. À, dành vương miện à. Ai vương miện đây, ai làm vua đây? Tôi đi cho tôi. Uống phải á. Phong làm vua. Giữ cái vương miện rất cho lâu vào. Anh chị ơi em. Trời ơi mọi người ơi, mọi người pha đó tôi còn không biết, tôi đang giữ vương miện. Trời ơi, ủa vậy là pha đó tôi vô tình tôi đụng trúng cái đòn ta. Trời ơi, ủa đúng rồi sao 15 triệu đô đúng giây cuối cùng luôn. Đề nghị công ty Hero Media, tôi đề nghị công ty Hero Media hãy chích ra 15 triệu đô để thưởng cho tôi trong trò chơi này. Ok, tiếp nè, màn theo sợ bà, tôi sao cái này chơi sao, đánh nhau á, ai cầm que gì đó. Trời ơi, sao đánh tôi vậy? Mui ơi, có ai tóc xanh vậy? Lên đây nè. Đứng lại đây, tôi đang cầm que nè. Giáo siêu, lâu Sammy, cày rết à. Ủa sao giờ còn 4 người chơi vậy? Mui à té dưới đi chị gái ơi, té dưới đi 10 giây cuối cùng. 10 giây giết 2, 1. Trời ơi, ủa xin bắn xác rồi xin. Trời ơi này, ai đánh em cứ bay lục bom tát à, rồi mấy người xong rồi. Không thích mấy cái ẩu ảnh nhau đâu, người ta con gái tốt bụng ngọt ngào dễ thương như thế này. Thôi đừng nha, đừng. Ủa tại sao đưa cho ba cái tôi? Phòng ơi, cô ơi, mình chơi kẹo đây, ăn kẹo đây. Ok ơi, đừng mà cay, mình tra cho bạn yêu thương nồng cháy của mình nè. Ok. Trời cháy gì? Lên đây đi. Thương này đồng cháy đến mức mà mình đâu có phanh nổ nữa đó trời. Lên hộ. Trời ơi. Dí hộ. Ok. Đang kia. Cây nhỏ gì đó. Cây gì mà. Rồi xong, mình là người cầm bơm. Ủa còn ai vậy? Cái à, bạn tưởng mày thắng được hả Cái? Đi ra đây Sam ơi. Đừng có chơi trốn. Đừng chơi trốn thôi. Sao rồi? Sam đây nè. Oh my god. Sam đâu rồi? Sam đâu rồi? Em tính ra cái chỗ này Cái không thể đến. Ủa? Cái sao gì kìa? Cái ơi, Sam ở bên cái nhà cao á, cái nhà mình đang đánh lạc hướng mày không? Mình đang đánh lạc hướng cho Cái thua. Tôi không thể thì chị em tôi có thể, ok. Cay không Cay? Cay chưa Cay ơi, cay chưa? Chơi vậy nó không đúng. Chơi rồi mình phải thể hiện kỹ năng mình. Chị biết là chị không chơi được, chị chơi đâu được. Ủa trốn thì cũng là một kỹ năng chứ bộ. Đúng rồi. Chơi kỳ. Ok, thôi không sao, màn cuối cùng nè, vô màn cuối nè. Để xem coi. Ô. Cái này khó lắm luôn á. Đánh cô luôn nha, đánh cô ném cô luôn nha mọi người. Thôi nhảy trước là mình bảo vệ mình trước là mọi người, từ từ. Ông lấy quả bóng tiếp đi. Không, phải bóng kết đánh con cua trước. Ôi. Tôi té rồi. Vậy chưa té, té gì nhé. Từ té tôi được đi luôn bạn ơi, tôi chừng làm chân luôn á. Đứa sau lưng á, đứa sau lưng nè. Wow, trời ơi. Ồ các bạn ơi, bạn cua ơi, mình đánh mình hộ các bạn. Ôi. Cô chưa mới nhảy 2 lần nha. 7 lần cô chưa. Ui, một lần. Các bạn ơi, bạn dây hộ mình các bạn ơi. Đập đè, nó đập đè cái chân. Ui. Ôi nó nhảy. Bạn nhảy. Ai da. Bạn nhảy. Ủa xuyên thắng hả? Simmy đã là người giành được top 1. Vậy có nghĩa là trong video này đã có 3 người đạt được top 1. Đó chính là tôi nè, Sim nè và Sammy. Quá hay. Trong đó Sam thì được 1 lần top 1, Simmy được 2 lần top 1, còn tôi được 3 lần. Thôi xin chia buồn cùng với Kairon và Camui nha. Thôi không sao đâu mọi người ơi, yên tâm đi. Bây giờ tôi với lại Sim với Sam về Huế đây, giờ bọn tôi giàu rồi, anh em gì nữa. Tôi đi đây. Không ta mọi người à. Mọi người à, tôi là người tổ chức trò chơi này, tiền của mọi người là tiền của tôi mà. Đừng ảo tưởng đi chị. Ok mọi người ơi, và vừa rồi cũng chính là trận đấu cuối cùng để kết thúc cái trò chơi con cua này của chúng ta các bạn à. Vô cùng vui luôn. Các bạn thấy video chơi game của Hero Team có vui hay không? Đừng quên comment xuống bên dưới và nhấn like video này. Nếu các bạn nào muốn mình chơi chung với mọi người thêm những cái game nào khác ngoài Mini World, Minecraft và Roblox ra nữa, hãy comment cái tên game các bạn muốn mà mình chơi bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Siêu đánh gì vậy? Hero Team, Hero